hồi tôi còn nhỏ vào những lúc cúp điện để không phải bực bội với cái nóng oai bức đám bạn của tôi cùng nhau chơi trò thay phiên nhau thọc tay vào ổ điện đứa nào thọt vào đúng lúc có điện lại là người thắng cuộc tôi luôn là người là người thua cuộc thế rồi lần lượt các bạn tôi bỏ tôi không chơi với tôi nữa và tôi đã thắng một lần duy nhất sau đó thì tôi gặp lại toàn bộ mấy đứa đã bỏ tôi trước đây vui thật đó nghiêm cấm mọi người làm theo nha bấy bay